nghệ nhân đây, nghệ nhân, nghệ nhân chợ Vạn Phúc đây. Hôm nào xách coi cây này về có cái chậu đẹp chơi rồi. Hôm nào xách cây này về thì có cái chậu ngon rồi. Cây này đẹp lắm. Cây đẹp, chậu đẹp. Cây này mai mới lấy lên nó mới đẹp. Không phải lo lắng là cây đẹp mà không có chậu. Đấy, nguyệt quế vậy. Kéo nó gọn là nó mới đẹp. Kéo sắc ghê nhỉ. Hả? Kéo sắc nhỉ. Chờ đấy, chuẩn bị dây tiếp. Dây dở. Để nhà người ta nó tốt um sùm về và nhà mình tốt đẹp ngay đấy, mình nhìn này bấm gọn này mai nó nảy từng bông gọn này đẹp luôn này. Cây này lại có tiền nhé, cây này 3 tiền thôi. Cây này chị ạ. Được cái chậu đẹp rồi. Chậu đẹp cái cây nó cũng đẹp rồi. Về chỉ được chơi thôi. Cây này nó cũng đẹp. Thế bảo nhiều người mua được cái cây đẹp nhưng mà thiếu cái chậu. Đấy. Lại cố thêm cái chậu tí. Đây là chuẩn rồi, về chỉ được chơi đấy. Giá cả hợp lý, hơn 2 triệu. Nhặt đi này cái xong rồi cái nào cần thiết thì mình vẽ lại cái xong. Vâng. Nhặt này mai cái dằm này nó nảy lên. Nảy lên. Mướt, mướt. Xanh mướt. Chào các bác, cô chú, anh chị. Vừa mới xong công việc, chạy ra đây tí xem có cái gì. Ngày thường thì chỉ có nhà ông Lập bán nhiều thôi. Xem các bác nha. Đầu, đi từ đầu đi. Cái sừng cá, vừa nãy tí nữa. Vừa nãy đi vòng quanh quanh thấy cái cây lộc vừng cực kỳ đẹp. Cây lộc vừng đẹp, và mới cây xanh mới. Đấy, cây lộc vừng vừa bán 9 triệu. Cây mai cây thủy vào 10 triệu. Tí nữa xe xem các bác nhé. Xương cá. Đầu tiên là xương cá. Hàng này không hỏi tiền à. Hàng này không hỏi tiền. Đây là nguyệt quế. Nguyệt quế trong cái chậu. Cũng có bọn nó. Đấy, nguyệt quế trong chậu. Phiên chợ thì nhiều, quay ít quay được chi tiết của ông Lập, hôm nay thì quay chi tiết cùng xà. Cùng xà đây, cái dưới này hay phết. Thank you.
ngọ nhìn thấy rồi, hôm nay mới quay. Chứ đi cũng xiên nhiều cây lắm, còn nói chuyện tào lao trong bố thì chỗ này thì tạm thời bỏ qua. Hôm nay xanh lắm. Số bác cứ hỏi là mấy triệu một cây thì là bao tiền cây xanh thì cây quá, chả biết là bao nhiêu đâu cho nó vừa. Tiếm lối vào đó các bác, tiếm lối vào đấy. Tình con kia cõng nhau ác nhỉ, như vợ chồng. Tôi ta vợ chồng á, chồng cõng nhau này. Đấy, sạch sẽ, đây là sạch sẽ. Và cũng đi đẹp. Găng tím. Găng tím. Để ra đây, xem cái lục bình này.
hiếm quá. Đến lối vào này. Lúc mình ra là nhiều khách thế. Đây, một vườn nữa. Đủ vào 8 triệu rưỡi là 9 triệu, không nhớ. Như là lồng vào một hòn đá, nhưng mà thực lực là cái thân lúa. Đấy, hai cây rất đẹp, hai thân rất cân đối, tán phong cách rất mới, phong cách rất mới. Đấy. Cái cây san này phải bảo hiểm. Đây 1,2 triệu thì giá. Cây san. Cây san. Cây san thì giờ hỏi là như thế nào? Nó tác dụng có hoa, có quả, chơi, chơi hoa, quả. Tác dụng là giải trí bonsai. Kia. Để vào với cây lộc vừng nhiều hơn đã. Đây, rút vào tận nơi cây lộc vừng. Đầu tiên là cái chậu con. Cây rất sạch sẽ, cây rất sạch sẽ. Bệ. Bệ. Đấy rồi. Luồn dưới góc nhìn tán nha, tán kiểu đúng kiểu miền Nam người ta làm, không phải miền Bắc, tối quá, được sáng, được sáng. Phía kia thì không quay được rồi, phía kia thì vướng. Đẹp tiền, cây to đẹp, đẹp tiền. Đấy, cây này hàng giá rẻ này, giá rẻ này.